Chào các bác. Tiết mục làm cây. Cây xanh mini mà tôi khá là thích. Nhất là nó nhỏ, thứ hai là nó hoàn thiện và nó côn và bệ biếc tốt. Tay cảnh được, lá khá đẹp. Thì các bác nhìn này. Lần trước là tỉa răm ấy. Thì bây giờ chỉnh lại một chút. Cây xanh quê nhưng mà lá nó không khác gì điền. Không kém gì điền, lá rất là đẹp. Cong như lá móng. Một số bác có thể gọi nó là lá móng, nhưng mà về quan điểm của em thì em không gọi nó là lá móng. Chứ cong này cũng có thể gọi là lá móng rồi. Lá móng là nó cong đều này xuống này. Còn điền là nó xoăn. Cái lá này khá là hay. Nó vừa có vẻ đẹp của một chút gì điền, vừa lại có vẻ đẹp của lá móng. Đấy. Cây mà bệ biếc cốt cá rất hay. Giờ em tỉa chỉnh lại bông cho cây này tí các bác cho vui nhé. Ngày mai có phiên chợ các bác nào ra không? Em không đi, lâu lắm rồi cũng không dám mua cây nhiều. Làm cây sẵn có thôi, mấy ông giờ bận quá. Chiến rồi các bác nhé. Xin lỗi đi làm về em cởi trần tí, các bác nào thông cảm nhé. Thank you.
chỉnh nhẹ chút. Cái này thì nó đúng như là cái anh cắt tóc ấy các bác, nó như là nghề của cái anh cắt tóc, cứ thấy chỗ nào cần cắt là cắt thôi, nhìn gọn gàng nhất là được, chứ chưa phải là tỉa răng bác. Tỉa răng thì là tỉa răng là húi cua rồi. Giờ chỉ chỉnh sửa tí thôi rồi tỉa thôi. Đấy, bé tí mà đã xin mất cả chục phút của các bác rồi. Cái này làm vậy rồi, mai cắt tiếp cái khác. Cũng tối rồi. Quay cận cảnh tí lại các bác xem nhé. Nó cao độ khoảng độ 23 phân, 22 đến 23 phân thôi. 22 phân thôi. Từ mặt chậu lên này nha các bác nhé. Tính là toàn tính từ mặt chậu lên. Và thân của nó khá là vàng. Vàng như màu da Nam Điền và lá đẹp không kém gì lá Nam Điền, có chút lai lá móng. Đấy. Gân lá, cái chất lá rất là sáng, dày, rất là sáng. Các bác nhìn chất lá rất là sáng. Đấy. Vừa tỉa sơ nó một chút, cây chất lá sáng, chân bệ da rẻ thoáng, nói chung da rẻ con này đẹp. Da rẻ chân lá dáng dấp đẹp thì cốt chậu côn đây, giờ chỉ chờ những cái này nó già, nó quằn quại lên, xong rồi cái này nó đầy lên, nó vồng lên là đẹp. Hoặc là nhét một viên sỏi xuống dưới này, viên đá nhẹ cài như này, nó đẩy cái này lên là đẹp. Đấy, xong nó sẽ chùn như này, chùn là da nó như này. Đấy, nó rất là vàng. Đấy, ôm bệt nhau này. À, thấy không? Cây khá là thiên nhiên nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác. Xin cảm ơn các bác đã dành hơn 10 phút để theo dõi nhé. Chào tạm biệt các bác.